Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch. Trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 12, Đà Nẵng ghi nhận gần 200 ca mắc COVID-19. Quận Liên Chiểu là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất trong ngày với 86 trường hợp. Tính từ ngày 16 tháng 10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.385 ca mắc COVID-19, trong đó 128 ca ngoại tỉnh. Hiện có 242 khu vực phong tỏa trên toàn thành phố với 1.513 hộ dân. Với số ca bệnh tăng cao, phường Hòa Khánh Bắc quận Liên Chiểu và một số khu vực tại phường An Hải Bắc quận Sơn Trà đã đề xuất nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý, tình hình dịch bệnh hiện rất phức tạp, nhất là điểm nóng tại quận Sơn Trà và Liên Chiểu. Việc xử lý các ổ dịch phải tiến hành nhanh nhất và chặt chẽ để kiểm soát sớm. Sơn Trà và Liên Chiểu thì phải tập trung cao hơn nữa toàn bộ lực lượng hệ thống chính trị để đảm bảo các cái công tác về mặt chuyên môn với một cái tinh thần nghiêm khắc nhất, kỹ nhất có thể để mà chúng ta có thể kiểm soát được dịch. Năm quận và huyện còn lại là đề nghị là các anh chị cũng phải tập trung cao độ và giữ cho cái trận địa của mình ổn nhất có thể. Chứ hiện nay là cái tình hình nguy cơ, nếu như chúng ta không giữ thì chỉ cần một vài hai ổ dịch mà chúng ta để qua cỡ 2-3 chu kỳ thì xem như là chúng ta cũng sẽ nguy cơ của địa phương chúng ta cũng sẽ rất là lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương siết chặt các biện pháp tại các khu phong tỏa để tránh chặt ngoài, lỏng trong, khiến số ca mắc tăng cao. Các địa phương chủ động triển khai việc điều trị F0 tại nhà. Sở Y tế tiếp tục triển khai việc tiêm vaccine và tăng cường kiểm tra, siết chặt phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, không để dịch phát sinh và lây lan. Sở Công Thương lưu ý các biện pháp kiểm soát dịch tại các chợ lớn trên địa bàn, đặc biệt phối hợp với quận Hải Châu xử lý ổ dịch mới tại chợ Đống Đa. Thành phố cũng thống nhất cho học sinh khối lớp 1 tạm thời dừng việc học trực tiếp.